Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó là một phát Wi-Fi 5G EE hay còn gọi là EE 5G. Đây là một phát Wi-Fi mang thương hiệu đến từ Pháp, đó là Alcatel. Các bạn cũng đã quen với những cái thiết bị 5G giống như là Huawei, Oppo hoặc là Netgear, thì bởi những cái sản phẩm kia thì giá thành nó sẽ cao. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sản phẩm này với giá thành nó thấp nhưng hiệu năng của nó là cực kỳ mạnh luôn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu mở hộp sản phẩm này cho các bạn xem bên trong của thiết bị này nó có những cái gì ha. Đây là hộp của cái sản phẩm ha. Đây là cái tên nó là 5G EE Wi-Fi ha. Mã số của cái thiết bị này thì nó sẽ có ở đây. Đây. Model này, QTAD52E. Đây là mã số của sản phẩm này ha. Đây. Nó là được sản xuất bởi là Alcatel ha. Đây 5G Qualcomm, sử dụng chip 5G của Qualcomm các bạn ha. Bây giờ mình mở bên trong ra. Bên trong thì chúng ta sẽ có thiết bị. Đây. Ổ phát. Chúng ta sẽ có một cái cổng len. Đó. Bên này thì nó sẽ có những cái tờ giấy hướng dẫn ha. Cục nguồn ha. Cục nguồn này á là 5V 3A. Với công nghệ là sạc nhanh Type C. Đó, chúng ta có thể sạc được á, trong vòng 3 tiếng đồng hồ là nó có thể đầy được cái bộ phát Wi-Fi này. Đây. Thiết kế của bộ phát Wi-Fi này á thì nó mỏng, nhẹ, gọn. Đó, ở phía trên là mặt kính rất là sang trọng, bên này á là cái viền nhám ha. Đó, khi chúng ta cầm trên tay hoặc là chúng ta đặt ở đâu á thì nó sẽ không có bị bẩn, bị dơ ha. Đó, này là một cổng len ha. Cổng len này là cổng len 1 gig luôn các bạn, gồm có một nút nguồn. Đây là cái cổng mi, cổng sim này. Sim này là sim nano sim, sim nhỏ nhất. Đây là USB-C là chúng ta có thể là sạc vào bằng cái cổng này. Đó. Ở mặt sau của sản phẩm thì chúng ta thấy được á là cái những cái tản nhiệt ha. Cái tản nhiệt này á là nó rất là hay luôn. Ví dụ như trường hợp mà chúng ta sử dụng lâu á, nó nóng á, thì cái này nó sẽ thoát nhiệt ở phần phía dưới này ha. Và hai bên này nó cũng có chỗ thoát nhiệt nữa, gồm cái một cái nút reset này. Đó, nút reset để chúng ta khôi phục mật khẩu khi chúng ta quên mật khẩu hoặc là chúng ta muốn reset lại ban đầu ha. Đó. Đây, nó có những cái đế cao su đó, để chúng ta khi đặt lên á, nó không có bị trượt này ha. Nhìn thiết kế của cái sản phẩm này thì nó cực kỳ đẹp luôn. Đó, nó gồm có những cái đèn này. Về thông số kỹ thuật của bộ phát Wi-Fi 5G EE thì chúng ta có thông số cực kỳ khủng luôn. Về chip thì nó đang sử dụng là chip Qualcomm Cortex A7. Với cái công suất của chip này thì chúng ta có thể sử dụng được tốc độ download là 2.33 Gbps/s. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm á, mà mình đánh giá là hiệu năng của nó rất là cao về băng tần 5G. Với băng tần 4G thì bộ phát Wi-Fi này nó chạy được ở là chuẩn 4G LTE Cat 7, tốc độ tối đa là 600 Mbps/s. Đây cũng là một trong những cái dòng Wi-Fi nó chạy được 3G, 4G, 5G với lại hiệu suất cực kỳ mạnh luôn các bạn. Với cái băng tần phát sóng á, thì đối với bộ phát Wi-Fi này nó chia ra hai băng tần, băng tần chuẩn N và chuẩn AC. Với chuẩn AC cao nhất á, của nó là phát sóng ra Wi-Fi á, là 1 gig. Về cái bộ phát Wi-Fi này á, thì nó còn có chuẩn nữa là chuẩn AX. Chuẩn AX bộ phát Wi-Fi này hiệu suất là 2.33 Gbps/s. Đó là hiệu suất cao nhất của nó. Và cái cổng LAN của sản phẩm này á, thì chúng ta còn có một cái cổng LAN là 1 gig. Cổng LAN này chúng ta có thể chia ra cho những cái thiết bị Wi-Fi nối mạng khác, hoặc là chúng ta có thể chia sẻ ra cho máy tính, laptop của chúng ta để sử dụng Wi-Fi. Về số lượng kết nối á, thì mình đánh giá là bộ phát Wi-Fi di động nhưng có số lượng kết nối cao nhất. Đây là bộ phát sử dụng là 64 user cùng một lúc. Chưa có bộ phát Wi-Fi di động nào á mà mình thấy được là 64 hết. Thông thường á, là những cái dòng khác á, là chỉ tối đa là 32 hoặc là 40. Có những bộ phát Wi-Fi á, 4G khác á, thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 15 hoặc 20 thôi. Còn đây là dòng sản phẩm á, là có số lượng kết nối là nhiều nhất. Mà dung lượng pin á, thì thiết kế cũng như á, là dung lượng pin của sản phẩm này là 6460 mAh/s. Đây á, là dòng sản phẩm là thiết kế nhỏ gọn và cái dung lượng pin nó trâu nhất. Mình đã thực tế test con này á, là mình đang sử dụng là với cái băng tần 5G á, là mình sử dụng là 12 tiếng. Mà sạc pin của con này á, thì chúng ta sạc cực kỳ nhanh luôn. Các bạn chỉ cần sạc đúng 3 tiếng đồng hồ là nó đầy pin, và chúng ta sử dụng 10 đến 12 tiếng liên tục mà không hết pin. Về hiệu suất mà để phát Wi-Fi á, thì mình cũng đã test rồi. Cái bộ phát Wi-Fi này nó phát cũng khá là xa hơn hẳn so với những cái dòng Wi-Fi di động trên thị trường hiện nay luôn các bạn. Mình đứng cái khoảng cách là 10 mét mà mình vẫn phát được cái hiệu suất cực kỳ tốt luôn.
Ví dụ như hôm trước á, mình có đi ra bên ngoài, mình đặt ở trên xe á, thì mình đi ra phía xa rồi mình nghe điện thoại đó, thì mình cũng không để ý luôn, nhưng quay lại mình thấy ủa xa thế mà nó vẫn bắt được. Nhưng mà mình thử speed test á, thời điểm đó là khu vực 4G, nhưng mà mình test gần cả 100 mê thì mình đánh giá con này nó rất là mạnh luôn. Về công nghệ anten ấy, thì đối với thiết bị này nó không có anten rời để chúng ta lắp thêm vào, nhưng nó là công nghệ anten 4x4 MIMO. Thì đối với công nghệ này ấy, thì chúng ta có thể sử dụng ở những cái khu vực sóng kém, cũng như là khu vực nào mà có cái tín hiệu wifi chập chờn thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Và mình cũng đã test cái sản phẩm này ở trên một cái tòa nhà ở trong quận 1, mà mình đứng giống như là những thiết bị điện thoại của mình đó, là nó bắt đầu nó xuống một vạch hết, thì chúng ta sẽ biết test á, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 15 đến 20 mê. Nhưng mà mình đã test con này cũng tại khu vực đó, nó lên đến tầm khoảng là 70 mê đó. Mình thì cũng đánh giá cái sản phẩm này là thu sóng cực kỳ tốt luôn các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau lắp cái sim vào để chúng ta trải nghiệm thiết bị này. Mình sẽ speed test cho các bạn xem ở khu vực của mình á, là khu vực 4G, xem thử là khu vực 4G thiết bị này nó chạy được bao nhiêu mê. Đây là bộ phát ha. Thì bây giờ mình sẽ lắp sim cái thiết bị này vào. Sim của nó đây, các bạn gỡ này ra ha. Thì á, các bạn lắp sim á, thì các bạn lưu ý nha. Đây, các bạn nhìn cái hình này, cái hình của nó là quay ngược lên ha, cái mặt cắt hướng lên. Thì chúng ta chỉ cần nhấn vào cái đây. Đây, rồi bắt đầu chúng ta gài lại ha. Rồi, nguồn thì chúng ta bật ở đây, bật nguồn lên. Đèn nó tín hiệu đèn nó sáng nè, đợi nó lên tất cả các đèn. Đèn này là đèn sóng, đèn này là đèn hộp thư, đèn này là đèn về dữ liệu data ha. Đó. Còn phía mặt sau của thiết bị này á, thì chúng ta sẽ thấy này là mặt khẩu ha, mặt khẩu là cái phần wifi password này, tên wifi là wifi này các bạn ha, ở trên này 5GEE này đó. Con này thì nó có hai bên tầng phát sóng á, thì bây giờ mình sẽ đợi nó lên rồi chúng ta sẽ truy cập vào ha, để mình tìm tên wifi thì nó có chưa ha. Đây, nó có hiển thị hai bên tầng này các bạn. Bây giờ mình sẽ đăng nhập vào ha. Đối với thiết bị này á, thì mình sẽ trải nghiệm á, là mình vào những cái clip là 4K luôn các bạn. Đầu tiên thì mình kết nối rồi ha. Đây các bạn thấy chưa? Kết nối rồi nè. Đó. Đây là khu vực 4G nha các bạn. Chín mươi mấy mê đối với thiết bị 5G chạy 4G ha, gần 100 mê rồi các bạn, 101 mê ha. Upload thì nó là 43 ha. Thì mình thử test 3 lần xem ha. Rồi, lần thứ hai đi, mình đang test với lại sim Vina. Lần thứ hai 110, quá là mạnh luôn các bạn. Upload mà tầm 40 mấy như thế này á, thì chúng ta live stream là ok luôn các bạn. Các bạn có thể sử dụng về mic á, các bạn live stream á, thì cái đường truyền này á, là quá ổn định luôn. Đây, mình tiếp tục một lần nữa. Wow, gần 100, trên 100. Tốc độ 4G mà lên như tầm này á, thì khá là ổn rồi. Upload lẫn download khá là ổn định luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ vào clip ha, vào 4K thử đi. Mình chọn 4K trước đã. Clip bất kỳ đi các bạn. Mình lấy cái clip mà mình chưa xem đi, để nó không lưu lại. Đây. Sự tấm X-Men Cobos mới, sạch thơm toàn thân với hương nước hoa châu Âu. Còn quảng cáo nữa các bạn. Rồi, mình bỏ qua quảng cáo ha. Mình sẽ chọn cái chất lượng là cao nhất nè. Đây. Rồi, nó đang ở chế độ chất lượng là đây. Bây giờ mình sẽ tua các bạn ha.
Đó. Đây. Quá là mượt luôn các bạn. Tốc độ này á thì ăn đứt luôn cả là wifi cáp quang luôn các bạn. Những cái gói cáp quang á, mà gói cơ bản á, thì sẽ không bao giờ mạnh giống như cái bộ phát wifi này phát sóng ra ha. Mình cũng sẽ chọn. Quá là mượt luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ vào Facebook đây ha, mình sẽ coi thử. Đây. Đó. Không có độ trễ luôn các bạn, nó không có một cái video nào để lót chờ luôn các bạn. Bây giờ mình vào web đi ha. Bây giờ mình sẽ vào web 24 giờ đi. 24 giờ.com.vn. Ok. Rồi. Đó. Mình thử vào một cái. Rồi. Các bạn thấy nhanh chưa? Cực kỳ nhanh luôn. Quá là nhanh luôn các bạn. Thiết bị này vài bữa nữa mình sẽ đem đi đến cái khu vực mà khu vực 5G. Mình test cho các bạn xem thử là nó có mạnh hơn so với những cái dòng nét riêng không các bạn ha. Quá là mạnh rồi. Với cái tốc độ này thì các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng những ứng dụng cực kỳ nặng luôn các bạn. Vừa rồi thì mình cũng đã trải nghiệm với thiết bị này. Mình cũng đã vào clip 4K. Rồi mình sẽ biết test cái sản phẩm này. Thì các bạn thấy là những bộ phát wifi mạnh 5G mà chạy với lại hiệu suất này thì khá là ổn định rồi các bạn. Upload, download nó 3 lần liên tiếp với nhau, nhưng nó vẫn giữ cái tính ổn định là 100M và 40 mấy 50M upload. Với cái hiệu năng và giá thành của bộ phát wifi này là tầm tiền giá rẻ, thì các bạn có thể sở hữu được một bộ phát wifi 5G với hiệu suất cao. Các bạn muốn mua cái sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phần mô tả phía bên dưới. Các bạn có thể vào cái trang web của bên mình, đó là wifishop.com.vn và wifishop.vn, để các bạn có thể vào đó xem thông tin về những cái sản phẩm 5G của những nhà mạng như là sản phẩm của Huawei, sản phẩm của Nokia, cái sản phẩm của Oppo và sản phẩm của Alcatel này các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn.